Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay cả anh em trân trọng gửi đến các bác một lô mic bãi BBS mã là MS677, cực kỳ đẹp luôn. Và ngày hôm nay thì lô mic này em lên video giới thiệu qua, xong đấy em sẽ báo giá với bác nhá. Lô này em nói luôn là em thanh lý nhá, em thanh lý cho bác nhá. Đấy, thì đầu video các bác nhá, bỏ ra 1-2 giây các bác ủng hộ cho em nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nó ở phía dưới của em này. Đấy, để liên tục lên những sản phẩm giới thiệu các bác để các bác có thể tham khảo được này. Đây, thực tế ra thì nếu như cái lô mic này em bán bình thường, nếu em bán thì có thể là em bán được luôn. Đấy, nhân em đổ cho anh em thợ được luôn. Nhưng em không muốn bán như vậy bởi vì là em muốn để lên được video và bán cho tất cả các bác khách hàng yêu thích cũng như là ủng hộ cửa hàng nhà em trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt là các bác tin tưởng cửa hàng nhà em nhá, đợi chờ những sản phẩm nhà em. Thì thông qua video thì cũng rất mong các bác thông cảm, thời gian vừa rồi nhà em cũng khá là nhiều công việc cho nên là cũng rất ít có thời gian để lên video, lên sản phẩm cho các bác theo dõi. Thì ngày hôm nay em dọn ra được hơn chục bộ mic BBS đây. Đấy, hàng bãi xịn luôn. Và ở đây là đang có một bộ đây để tí em test cho các bác này. Thiết kế mặt đầu thu cực kỳ đẹp nhá. Có 15 bộ tất cả. MS677 này. Hai chiếc áp hai bên. Màn hình LED căng luôn, số má LED căng luôn. Lẫy pin tức là cái vạch báo pin có luôn trên đầu thu và tay mic luôn. Đây, tay mic đây. Hiện tại là em sẽ cầm này. Đây, đấy. Đây này, tiếng mic này. Đây các bác nghe này. Đây nhá. Alo tiếng sóng này. 1 2 6 7 lên. 1 2 6 7 alo 1. Tiếng cực kỳ sạch sẽ luôn. Rất chi tiết và sạch sẽ, và con này nó có tự ngắt luôn nhá. Nếu bỏ ra 1 2 giây nó sẽ tự ngắt luôn này. Đấy các bác nhìn chưa? Tự ngắt luôn nhá. Ở đây thì có một bộ này là tay sơn zin này. Thế còn em giới thiệu các bác là tay mic đây. Tay mic thì cái lô mic này thì cái tay là em đã sơn lại nhá. Tay này là cho sơn tĩnh điện lại cực kỳ đẹp luôn rồi. Đây các bác có thể nhìn cho em này. Bóng đẹp không khác gì là mới cả nhá. Đấy. Đây. Lẫy pin các thứ là còn hết nhá các bác nhá. Lẫy pin là còn đẹp hết nhá. Còn nguyên nhá. Giới thiệu các bác là lẫy pin là còn nguyên nhá, chứ không bị gãy đâu nhá. Được chưa? Vỉ zin củ zin nhá, xịn luôn của BBS luôn. Được chưa? Em bao cho bác vỉ zin củ zin luôn. Đầu chụp này em thay cho các bác đầu chụp mới này. Đấy. Được chưa? Đầu chụp thay đầu chụp mới luôn. Không phải sơn lại cái đầu chụp làm gì cả, bởi vì cái đầu chụp nó thật các bác là nhiều khi là hàng bãi qua quá trình hoạt động thì nó rất là bẩn. Đấy thì em thay luôn cho các bác cái chụp luôn này. Đây, thay luôn chụp này. Chụp mới đẹp luôn nhá. Kể cả cái mặt kính luôn, các bác nhìn để ý cho em, mặt kính này. Mặt kính em cũng thay mặt kính mới luôn, mới toanh cho các bác luôn. Được chưa? Đấy, cực kỳ đẹp luôn nhá. Này. 10 bộ như một luôn. Đấy, lẫy pin các thứ còn nguyên hết các bác này. Các bác nhìn cho em này. Được chưa? Phải nói lô mic này nó quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn chứ phải đẹp nữa. Và em bán nhanh cho các bác nhá. Con này thì sử dụng đây, có tự ngắt đàng hoàng. Sử dụng là ở đằng sau đây các bác. Con này thì sử dụng nguồn 8V. Đây, đằng sau này, jack calon các bác dùng làm sự kiện luôn này, cắm mixer này. Anten này là anten xoáy nhá, sóng cực kỳ ổn định luôn. Đấy, và con này thì hiện tại nó đang sử dụng một vỉ mạch màu xanh. Vỉ mạch này là vỉ mạch cao cấp của đời BBS nhá. BBS vỉ mạch màu xanh này là cao cấp nhất rồi. Chân jack các thứ nó bằng đồng hết các bác này, nhìn cho em này. Được chưa? Đấy. Giới thiệu qua thôi, xong em báo giá luôn này. Ngày hôm nay những cái bộ mic BBS có mã là MS677 em lên video giới thiệu qua cho các bác để các bác xem qua cái đầu thu và cái tay nhá. Đấy. Và hiện tại bộ mic này em bán nhanh cho tất cả bác, em thanh lý cho các bác, bán nhanh cho các bác bộ mic này ngày hôm nay chỉ có 1.600.000 đồng một bộ thôi nhá. 1.600.000 đồng một bộ, em miễn phí ship toàn quốc cho các bác luôn. Một bộ mic không dây bao gồm hai tay này. Đấy các bác nhá. Hai tay này. Được chưa? Hai tay quá đẹp luôn, tay sơn lại như sơn zin luôn. Đấy, cực kỳ đẹp, bộ nào ra bộ đấy rồi. 1.600.000 một bộ, các bác không thể mua được ở đâu, kể cả các bác thợ đi mua nhiều khi không mua được luôn. Em dám cam kết bác luôn. Đấy, em tính chi phí cho bác một bộ mic như này thì các bác có hiểu được là tại sao em lại nói câu đấy nhá. Thứ nhất, chi phí tiền để mà sơn tĩnh điện lại một bộ mic như này là 90.000 đồng. Được chưa? 90.000 đồng một đôi. Đấy, mà các bác phải sơn số lượng lớn mới có cái giá này nhá, chứ bình thường không có đâu. Một đôi chụp này là dơ vào 45.000 một cái, là 90.000 nữa là 180.000. 180.000 và 30.000 một cái mặt kính như này. Một mặt kính này và cái nút này là 30.000 này. Được chưa? Em cứ làm tròn cho 200.000 đồng nhá. 200.000 đồng. Đấy. Như vậy còn tiền phí ship này. Đấy, rồi còn tiền dây jack kết nối cho các bác này. Nói chung là đầy đủ phụ kiện hết các thứ, là tổng cộng em bán cho bác một bộ này là 1.600.000 đồng.
Đấy, em bao ship toàn quốc luôn. Được chưa? 1 triệu 600 nghìn đồng thôi bác nhé. Đấy, lưu ý giúp em này. 1 triệu 6 một đôi tai mic như này và đầu thu đây. Đầu thu thì cực kỳ đẹp luôn. Được chưa? Đấy, các bác liên hệ trực tiếp cho em hoặc là các bác nhắn tin cho bên kế toán bên em, số điện thoại ở trên bài viết đây là 0829 666633 để bên em trực tiếp cho người lên đơn cho các bác nhé. Đấy, 1 triệu 600 nghìn đồng các bác sở hữu bộ mic này, nó thật các bác là không thể mua được đâu luôn. Rất nhiều anh em thợ đã gọi điện cho em bảo là để cho anh 5 bộ 3 bộ nhưng mà nó thật là nhiều khi là thực sự là nhiều khi là em lẻ lắm em mới bán, chứ còn nếu như bình thường thì em cũng rất là muốn là bán hàng cho tất cả các anh là người tiêu dùng, tất cả các bác là người tiêu dùng gọi là yêu thích cửa hàng em, theo dõi cửa hàng em nhá. Đây mic này có tự ngắt cái thứ đây đàng hoàng luôn. L1267L1267 tiếng cực kỳ hay luôn nhá, xì xẹt các thứ rất là ổn định luôn. Đấy, 1 triệu 600 nghìn đồng bộ, bác nào thực sự yêu thích nhanh tay cho em nhá. Nói luôn các bác là bình thường các bác không thể mua được đâu bộ mic này với giá 1 triệu 6. Đấy, bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp nhân viên cho bên em lên đơn chốt mic BBS MS677 hoặc là bác chốt mic BBS nhắn tin qua số điện thoại 0829 666633. Đấy, hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo hoặc gọi điện trực tiếp số điện thoại này luôn, bên nhân viên em sẽ trực tiếp lên đơn cho các bác nhá, để cho các bác có thể là nhận được và ưu tiên cho bác nhanh tay cho em nhá, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em được luôn. Được chưa? Nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán cho em thoải mái luôn. Đấy, các bác nhanh tay cho em chưa? Mua hàng em yên tâm luôn, không phải suy nghĩ gì cả, không phải sợ lừa đảo gì cả. Đấy, các bác cứ nhận hàng không đúng thì em quảng cáo các bác có thể giả về cho em, tay chân đẹp như thế này, đầu thu đẹp như này. Đấy, các bác không đúng thì các bác cứ giả về cho em luôn. Được chưa? Thế còn về cái chất âm, có thể là có những cái bộ âm thanh, có những dàn âm thanh nhà các bác thì có những đôi loa thì nó nhiều bass, hay có những đôi loa nó nhiều tép và nhiều chung, thì các bác có thể là làm sao về mình chỉnh thêm để cho nó phù hợp với hệ thống nhà mình. Còn bộ mic thì cái dòng này thì tiếng nó rất là thật các bác nhá, tiếng rất là thật, bay bổng và không có tạp âm đâu. Đấy, nên không có tạp âm đâu. Và các bác về chỉ việc chỉnh thêm làm sao cho nó phù hợp với hệ thống âm thanh nhà mình thôi là chơi thôi. Có một bộ màu này này, có một bộ màu xám này, màu lông chuột này. Cái bộ này là tay sơn zin này. Thế còn mấy bộ kia là tay là em cho tĩnh điện sơn lại hết rồi. Đây 1 2 6 7 đây. Đây 1 2 6 7. Tiếng cực kỳ hay luôn. Rồi các bác nhu cầu liên hệ trực tiếp bên em nhé, số điện thoại trên bài viết đây nha bác nhá. Xin chào các bác và mọi người nhớ là ủng hộ cho em nút like đi. Các bác nhớ ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh ở phía dưới các bác nhá.